Vâng, xin chào thể các bác. Tiếp tục một cái cấu hình combo dư vật tầm sấp xỉ 40 triệu bên em. Bắt đầu tiến hành lên đường cho một bác khách ở Bắc Giang. Đây là gồm có một đôi loa C7000, một đôi loa S, đôi loa F12, F121 đấy. Và một cục sút DB, một con vang DAC450 và một con đẩy của DB Acoustic. Toàn đồ cao cấp thôi anh ơi. Giá tổng cộng bộ trị giá combo này nó rơi vào tầm xấp xỉ 40 triệu các bác nhá. Đấy, đôi C7000 rất là đẹp của bên em luôn. Bên em đến thì bên em sẽ set up tại nhà những các bác ở những cái chỗ cách bên em tầm từ 40 đến 50 đến 60 cây thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà cho bác nhá. Đối với không gian nha, nhà thì nó rơi vào tầm hơn 100 mét đấy, hơn 100 mét vuông đấy, thì bác sử dụng đó là một đôi C7000 và một đôi C12 rất là tốt bác nhá, vừa hợp lý luôn. Đôi từ neo và một đôi thiên về trống kết hợp với nhau, kết hợp với cơ sút DB nữa thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Với C7000 này thì là gồm có hai bát 25, một chung và hai tép, cho ra chất âm. Các bác nếu mà theo dõi kênh của em thì cho ra chất âm vô cùng là tuyệt vời rồi. Con này với cái giá của nó là đang là 14 triệu, cực kỳ hợp lý ở trên thị trường. Đối với những đôi loa này thì ở trên thị trường các hãng khác đang bán có giá không dưới 30 triệu các bác nhé. Thì bên em đang bán cái giá và EB đang cho cái giá rất là tốt đối với sản phẩm loa cây này. Hiện tại thì nhà bác đang ăn uống thì vào đúng nữa luôn. Bên em cứ tranh thủ lắp đặt xong là bên em cho bác test, vừa hát ăn xong là test luôn. Bên em đang bóc lốt đôi loa C12 ra, C121 ra. Kết hợp với bộ dàn này đó là một bộ mic cực kỳ cao cấp nhá, đang được gọi là bộ mic cao cấp nhất trên thị trường, sánh ngang với dòng mic này Beyer 970, đó là EB Pro BS 1000. Đấy, con này thì giá, nếu mà giá chuẩn của thị trường nó đang là rơi vào tầm trên 8 triệu, sấp xỉ 8 triệu, nhưng mà bên hãng EB Pro đang cho cái giá rất là tốt rồi, chỉ rơi vào tầm sấp xỉ 5 triệu thôi. Đấy, một đôi loa 421 rất là đẹp luôn. Đấy, đúng là vừa hợp lý luôn đúng không ạ? 421 để lên kệ, C7000 để xuống dưới, nhìn nhà trông đẹp hơn rất là nhiều. Một bộ dàn cấu hình combo rất là VIP. Các bạn nào đang cần tư vấn về những bộ dàn karaoke làm sao cho phù hợp với gian nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé.
lên. Hơi chậm đấy.